Trong thời gian tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino. Chủ tịch nước cảm ơn ông Gianni Infantino luôn dành tình cảm ủng hộ Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Nhất trí với Chủ tịch FIFA khi khẳng định bóng đá là một trong những cầu nối văn hóa hiệu quả nhất giữa nhân dân các nước, qua đó đóng góp cho hòa bình thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị FIFA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam để môn thể thao này ngày càng phát triển và các đội bóng đá Việt Nam ngày càng được nâng tầm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao việc Việt Nam có chính sách phát triển thể thao đúng đắn, trong đó có bóng đá. Do đó, phong trào bóng đá Việt Nam ngày càng có các thành tích tốt hơn. Các đội bóng của Việt Nam ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm chủ tịch gianni infantino khẳng định fifa sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hỗ trợ liên đoàn bóng đá việt nam trong lĩnh vực này và mong sớm trở lại thăm việt nam